sao này. Và mình sử dụng hai tờ giấy bóng mờ. Hai tờ giấy bóng mờ có viền màu thẻ đậm như này nhé. Trước kia là chúng ta sẽ bỏ giấy ra một bên và chúng ta sẽ làm hoa trước nhé. Bông hoa này các bạn để bớt những cái cánh xấu này ra này. Đấy là các bạn sẽ xếp baby vào. Thank you.
sẽ tươi được lâu nhá. Ở ngoài này thì ồn quá mọi người sẽ không nghe thấy. Cái viền nó ở bên ngoài nhé, có rất là nhiều cái bài ghép gập giấy ở những cái video trước mình đã chia sẻ rồi. Cái này nó hơi ướt, mình quay ở bên ngoài này nên nó hơi ồn, với cả bây giờ là lúc chiều tối nên là trời hơi tối và đang tầm này rất là nhiều xe đi lại.
sẽ xử lý tem. Như vậy là nó xong. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để cho mình có được nhiều video hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.